trong quý một vừa rồi số vụ cháy thì giảm nhưng mà số lượng thiệt mạng cao, thưa ông, nguyên nhân tại sao? Vì trong thông cáo báo chí cũng nêu rõ rồi, thì trong quý một cháy nổ số vụ cháy là kéo giảm trên gần 50%, tuy nhiên thiệt hại về người là tăng về người. Thì qua cái điều tra phân tích và nguyên nhân các vụ cháy nổ, chúng tôi xác định là cháy phần lớn các cái vụ cháy nó tập trung vào những cái đối tượng như là nhà dân, nhà hộ kinh và nhà kết hợp kinh doanh. Đây là những đối tượng mà chiếm tỷ lệ cháy trên 40%. Nguyên nhân do là cái việc ý thức chấp hành trong việc thực hiện các cái quy định an toàn phòng cháy cháy của các cái chủ hộ và các cái hộ dân. Vấn đề thứ hai là việc vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy cháy trong sử dụng các cái thiết bị điện, trong sử dụng các cái đường dây dẫn điện, là đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái cháy. Thưa ông, thì hiện nay là một số cái khu vực mà các nhà dân là không bố trí lối thoát nạn thoát hiểm thì gây ra nguyên nhân là số lượng mà thương vong mà xảy ra cao, thì hiện tại phòng cháy mình có phối hợp với các đơn vị như thế nào để mà xử lý những cái? Đây là một cái thực trạng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì Hồ Chí Minh hiện nay trên 10.000 dân và các cái hộ gia đình và hộ kinh doanh đa phần tập trung vào các cái quận nội đô, các cái hộ gia đình, các cái cơ sở này được xây dựng trước năm 75, cho nên không tuân hành theo các quy chuẩn tiêu chuẩn như này, và thực tế những cái chuẩn đó là không có cái lối thoát nạn, không có cái lối thoát khói, do vậy nó tồn tại từ trước đến nay. Và như vừa rồi trong trao đổi của các bạn là sắp tới chúng tôi đang tổ chức cái hội nghị an toàn phòng cháy đối với hộ gia đình và hộ kinh doanh, và trong đó một trong cái nội dung là chúng tôi phối hợp cùng với sở xây dựng, với sở quy hoạch kiến trúc và sở với lại sở tư pháp sẽ tham mưu chủ ủy ban nhân dân thành phố để xây dựng một cái quy chuẩn đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh để mà có hướng giải quyết những cái điều kiện an toàn đối với các hộ trên.